xíu dây đó. Có đồng bọn đấy nha, có đồng bọn đấy nha. Có đồng bọn đó, có đồng bọn đấy nha. Mọi người để ý tao, có đồng bọn như thế. Sự việc trong đoạn phim này đang gây xôn xao mạng xã hội nhiều giờ qua. Người đàn ông đang đứng mặc áo sáng màu là Trung tá Lê Hoàng Việt Lâm, giảng viên khoa lý luận chính trị và khoa học xã hội nhân văn, trường Đại học An ninh Nhân dân. Khoảng 17 giờ 30 phút ngày 17 tháng 4 năm 2022, Trung tá Lê Hoàng Việt Lâm lái ô tô trên đường đi công việc. Khi đến đường Đào Duy Anh, phường 9, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, phát hiện hai người dân truy đuổi theo một thanh niên chạy xe máy. Nhận định thanh niên đi xe máy là cướp giật, Trung tá Lâm đã đánh lái ô tô, lao vào xe máy, làm nam thanh niên ngã xe, bỏ chạy bộ. Trung tá Lâm mở cửa ô tô, chạy bộ theo, truy đuổi 150m thì chặn được thanh niên. Lúc này, nam thanh niên rút dao ra đe dọa nhưng bị Trung tá Lâm khống chế bắt giữ. Tại cơ quan công an, nam thanh niên được xác định Đặng Tuấn Cường, 33 tuổi. Cường thừa nhận vừa giật điện thoại iPhone 12 của nữ sinh gần đó rồi bỏ chạy. Thông tin từ công an quận Phú Nhuận cho biết, Cường là nghi phạm có 5 tiền án về cướp giật và đang nhiễm HIV. Trao đổi với báo Thanh Niên, Trung tá Lâm cho biết khi phát hiện tên cướp đang chạy ngược chiều gần ô tô của mình, anh đã lách đầu ô tô với lực vừa đủ làm ngã xe, sau đó chạy bộ truy đuổi và bắt giữ tên cướp. Trong lúc bắt giữ thì tên cướp bị thương chảy máu, Trung tá Lâm cũng trầy xước ở tay. Trung tá Lâm cho biết sẽ đến bệnh viện thăm khám và uống thuốc phơi nhiễm.